somebody that wasn't listening right now. Ủa vậy con này lâu chưa lâu? À, cũng được rồi. Nửa năm rồi hả? Ồ, năm rồi. Nửa kia nửa luôn rồi đó hả? Ờ. Không trả mặt bằng nữa. Đây sau từ đó là được mấy mét? Đây là 75. Có cái tầng để xa xuống rồi. Nhà nó đang là thật. Để đó đó. Trên tầng hay là tính ra ở. Mình để không với đó hả? Ừ, để không mình đâu cũng có người thuê, có người trả được giá mà không bán. Bán máy cả buổi thì còn tính bán để nó đó rồi. Nhưng mà cái đó thì bán tầm máy còn vừa rồi trả được rồi, cái ông đó nhẹ nhàng với người qua đó họ trả 4 tỷ rồi có bán rồi để nó bán thì chè cái này mua hả? Mấy rồi? 5 tỷ. Có nhà sẵn không hay là mình mua về thì sao? Nhà sẵn. Đây là hướng gì đây không? Hướng cho nhà cũ mình đó thì có. À, những nhà cũ đó Đông Bắc đúng không? Như nhà của một Long Bắc đúng không? Biết luôn. Mua về để đó là Long thuê, có biết đâu. Nhà một ba la. Ổng mới nằm đây, mà ổng nằm là thôi. Bị sốc chứ. Dạ, thái chừng nào đó gì vậy? Anh ấy mất bệnh.
nổi nó cục ở miệng á, nó là hai cục kia cổ mình chát, cái cục này nó lên đây không, này, nó là hai cục ngay cổ nó mập cũng đầy, hình như đang đâu, bên nào cũng đang đâu. Như bên nào cũng nặng rồi. Có thêm kết nữa đó nha. Hay qua này. Ờ vậy hả? Chạy qua đây là ngồi đúng không?